Thưa quý vị, thời gian trở lại đây, Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn tại đấu trường sắc đẹp quốc tế với nhiều danh hiệu và nhiều cái tên được truyền thông thế giới đánh giá cao. Tới đây, Nguyễn Thùy Nhung, học sinh lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Hà Nội, sẽ đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam dự cuộc thi Miss Gaia International 2023 diễn ra tại Malaysia. Hiện cô bé đã dành trọn tâm lý và tinh thần để mang danh hiệu về cho nước nhà. Nguyễn Thùy Nhung gây ấn tượng với làng mẫu khi mới 14 tuổi, đã có chiều cao 1m70. Năm 2021, Thùy Nhung ghi danh tại cuộc thi Miss Teen International Việt Nam 2021, đạt top 20, cùng với giải thưởng người đẹp áo dài, giải nhất cuộc thi ảnh đẹp áo dài, hiện đang được treo và lưu giữ tại Bảo tàng Áo dài Việt Nam. Thùy Nhung cũng nhận được lời đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế như Miss Teens Universe Việt Nam 2022 tại Mỹ, International Pageants tại Thái Lan. Thế nhưng năm 2023, cô bé mới quyết định ghi danh và thi đấu tại Miss Gaia International 2023 diễn ra tại Malaysia vào tháng 12 tới đây. Trong chuyến đi lần này thì con cũng đã giữ vững cho mình được một tâm lý thoải mái và không có quá nhiều áp lực. Bởi vì trước đấy con cũng đã từng tham gia và cũng đã có cho mình những kỹ năng để có thể chinh chiến trên các đấu trường quốc tế. Và bên cạnh đó thì cũng may mắn là có nhà trường, có thầy cô, có bố mẹ và có tất cả những người đang yêu quý con luôn ủng hộ cho con để giúp con có thể phát triển được bản thân mình và có thể vươn xa hơn trong chặng đường lần này ạ. Rất là gia đình mình rất là tự hào khi có một người con gái được mang sứ mệnh của mình là một người phụ nữ Việt Nam, sẽ đem những cái văn hóa của Việt Nam và những cái bản sắc của người phụ nữ Việt Nam đến trên các bạn toàn trên cả nước hoặc là trên thế giới. Hiện Nhung đang hoàn tất bài học trên lớp và được thầy cô, gia đình tạo điều kiện để tham dự kỳ thi quốc tế sắp tới. Hoạt động này không chỉ mang về thành tích cho cá nhân, gia đình, mà còn truyền cảm hứng cho các bạn học sinh cùng trang lứa, biết cân bằng giữa việc học tập và hoạt động ngoại khóa, gia tăng trải nghiệm của bản thân để trở thành công dân toàn cầu. Tôi cũng thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ Nhung trong học tập và rèn luyện. Thùy Nhung là một học trò ngoan, chăm học, thân thiện, cởi mở. Em luôn tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, đặc biệt với thế mạnh về ngoại hình, năng khiếu và niềm đam mê với nghệ thuật. Tôi tin tưởng rằng Nhung sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi Miss Gaia World 2023 tại Malaysia. Thì tôi thấy là em Nhung hội tụ rất là nhiều yếu tố. Trước hết là về đạo đức, em Nhung rất là tốt. Em năm lớp 9 em đã đạt giải Hoa hậu nhí. Nhưng khi em về lớp em rất là hòa đồng với các bạn, ai cũng yêu quý, các thầy cô ai cũng yêu quý em. Và trên lớp em vẫn tập trung học tập, vẫn là học sinh giỏi, đặc biệt là những môn khoa học tự nhiên, em học rất tốt. Tại Miss Gaia International 2023 diễn ra tại Malaysia, Việt Nam có 3 đại diện tranh tài. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 2 tháng 12 đến 6 tháng 12 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Hạng mục hoa hậu dành riêng cho các thí sinh là nữ từ 18 đến 28 tuổi. Cuộc thi quy tụ các đại diện quốc tế đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, Nga, Bangladesh và Malaysia. Ý nghĩa của cái tên Gaia bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp và đại diện cho nữ thần trái đất, mẹ của các vị thần và là biểu tượng cho sự bảo vệ của trái đất. Cuộc thi sắc đẹp là một nền tảng nhằm truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới trở thành người bảo vệ trái đất, giống như chính nữ thần Gaia.